mà có cây súng đi, có công cụ hộ hỗ trợ á, ai mà có súng thì có thể đổi được là 50 kg gạo và 30 lít dầu ăn. 50 kg gạo. 5 thùng mì. Còn nếu mà người nào mà có một cây mã tấu nha, một cây mã tấu thì đổi được là một thùng mì ăn và 2 kg gạo và 1 lít dầu ăn. Ở đây mình không có nói những mấy người nghèo, bởi vì ngày xưa mình cũng nghèo đi lên, cũng không ai giúp đỡ mình hết. Mình muốn những mấy người nghèo tự phấn đấu mà đi lên. Thì hiện tại mình đang ở cái quán karaoke Ico của anh Phúc, người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam. Thì hôm nay ảnh có liên lạc với mình về cái chuyện làm từ thiện của ảnh. Trước tiên là thì ảnh nói là ảnh không có làm từ thiện để mà cho người nghèo, mà ảnh nói là làm từ thiện vũ khí, có nghĩa là ai ở nhà ai có mà vũ khí như là mã tấu, dao vân vân các thứ á, thì ra cái chỗ karaoke của ảnh để mà đổi. Thì trước mắt thì mình không biết là đổi lương thực, chắc mình nghĩ là gạo hoặc là mì tôm đồ á. Thì bây giờ mình sẽ vô trong, mình có hẹn với ảnh, mình sẽ vô trong mình đợi ảnh một xíu để mà trao đổi thêm về cái chuyện làm từ thiện của ảnh. Anh thì ảnh rất là đúng giờ, thì là bây giờ là 3 giờ chiều đó, bây giờ cũng gần đúng 3 giờ chiều thì ảnh tới đây. Tôi khoảng mình làm á, khoảng qua tới tay 10 ngày thì mình sẽ làm một cái từ thiện. Thì một năm mình sẽ làm một lần, mà một cái từ thiện mình làm gì á, nhưng mà cái chi phí từ thiện á gì mình cũng không có muốn nói ra. Thì mình làm từ thiện mình sẽ mua là 10 tấn gạo. Mình sẽ mua 10 tấn gạo và là 10 tấn dầu ăn và khoảng 5.000 thùng mì gói. 5.000 thùng mì để mình phát, là mình muốn lấy quà đổi vũ khí. Cách đây khoảng một năm về trước á, thì mình mở cái quán karaoke này á, thì khách như người ta vô ca, trong đó có ba người khách người ta vô karaoke, nhưng mà họ sai xỉn á, họ cầm cái micro á, cái mic á, họ chọi vô tivi, thì trong đó cái tivi bị bể, rồi mình đang ngủ nhà, nhân viên mới điện mình lên, thì anh mình mới chạy chiếc xe lên, mình chưa biết đầu đuôi gì hết, cái họ mới về nhà lấy vũ khí ra, cái vũ khí ra, lúc đó mình vừa tới mình không biết gì, nó lấy vũ khí ra, trong đó rồi xong rồi họ mới đánh lên đầu mình một cái, rồi mình mới té xuống, mình mới ôm cái đầu, thì họ mới lấy một cái cây sắt, giống như một cây búa vậy á, họ mới quýnh vô xương sống mình. Thì trong quýnh vô trong xương sống mình như vậy á, là xương sống mình bị cái nút xương sống mình là L1, L2 bị thủng vô, và cái L3 bị nứt, vì lúc đó là hai cái giò mình nó bị tê đi không được, vì bây giờ mình đã mổ rồi, nhưng mà cái giò mình hôm nay nó đã bị teo. Đây là cái giò nhỏ, giò lớn là do cái xương sống mình á, cái tỷ xương sống mình á, cái dây thần kinh á, nó làm cho mình không còn làm thể thao nữa. Mình rất là đam mê bóng đá, thứ nhất là cầu thủ chụp bull, mình thích nhất là chụp bull và là chạy bộ. Bây giờ mình không còn thể nào mà chạy được nữa, bởi vì cái giò mình nó càng ngày càng yếu, hay giò mình bây giờ nó càng ngày càng teo lại. Nhưng mà bây giờ mình muốn á, là mọi người không ai giống như mình nữa hết. Thứ nhất là cái Tết tay mình á, anh muốn qua Tết tay mình là sẽ tới Tết ta mình, vì anh muốn mọi người mà thường người Việt Nam mình hay ngồi ăn nhậu Tết, ai mà chẳng ăn nhậu thì lời nói qua nói lại thôi, chứ còn gây lộn rồi lát nữa về cầm mã tấu chém. Vì nếu mà chém như vậy thì một người gì đi tù, người gì nằm bệnh viện, rồi vợ con người ta sẽ khổ. Bây giờ mình muốn làm lấy quà đổi vũ khí. Là mình sẽ làm cái này, mình không phải là làm từ thiện mà là lấy quà đổi vũ khí. Mình sẽ có 10 tấn gạo và 10 tấn dầu ăn và có thể 5.000 thùng mì. Nếu mà mì mà hết thì mình có thể tăng cường sẽ đi mua thêm. Thì giống như ai mà có cây súng đi, có công cụ hộ hỗ trợ á, ai mà có súng thì có thể đổi được là 50 kg gạo và 30 lít dầu ăn. 50 kg gạo. 5 thùng mì. Còn nếu mà người nào mà có một cây mã tấu nha, một cây mã tấu thì đổi được là một thùng mì ăn và 2 kg gạo và 1 lít dầu ăn. Còn bạn nào mà có mà từ
hai cây mã tấu hoặc năm cây mã tấu thì có thể đổi được năm ký gạo và 4 thùng mì và 3 lít dầu ăn. Còn những người mà người ta nghèo thì sao anh? Ở đây mình không có nói những mấy người nghèo. Chỉ có người đổi vũ khí thôi. Đúng rồi, chỉ có người đổi vũ khí thôi. Bởi vì ngày xưa mình cũng nghèo đi lên, cũng không ai giúp đỡ mình hết. Mình muốn những mấy người nghèo tự phấn đấu mà đi lên. Còn mình chỉ có lấy vũ khí đổi quà những mấy công cụ hỗ trợ mà những mấy mà chợ đen nó bán ra ngoài. Thì mình muốn lấy những mấy cái đó mình mới thu về. Mình cũng muốn gửi lời cho bên ngành chức năng công an và bên ủy ban thành phố xin họ ý kiến để giúp đỡ mình, bởi vì cái này liên quan đến vũ khí và hàng nóng, đạn dược, thì mình muốn ủy ban thành phố phải giúp đỡ mình là tiêu hủy những mấy cái đó, là thí dụ họ giao nộp súng cho mình đi, và mình cũng xin lãnh đạo thành phố và ủy ban phố là không có chi cứu những mấy người mà giao nộp cho mình, và giữ bí mật cá nhân, tên tuổi của người ta để cho người ta nộp hết tất cả các vũ khí cho mình. Để không còn ai giống như anh mà bị đánh gãy xương sống. Cái buổi từ thiện đó thì phải có công an ở đó, chứ nếu mà người ta đưa cho anh vũ khí thì người ta cũng không có yên tâm. Em nghĩ là vậy, phải đúng có chức năng ở đó. Anh muốn các ngành chức năng là lúc nào cũng có công an trực ở đó để đổi vũ khí, rồi công an sẽ tịch thu những cái đó, phải đưa qua cho ủy ban, rồi ủy ban sẽ tự tiêu hủy cái đó. Tất cả các cao kê, anh chỉ có một quán cao kê này thôi, thì một ngày anh sẽ chiết 20%. Đến gần cứ một cái Tết anh sẽ làm một cái lấy quà đổi vũ khí. Cứ qua khỏi Tết Tây là Tết Ta mình đó, vì anh muốn mỗi người trong nhà không còn ai có vũ khí. Giống như anh mới hỏi sát bên hàng xóm của anh đó, có thằng con cầm đến hai cây mã tấu giấu trong nhà. Thì nó ủa sao bác không bán dây chai hay không đẹp đem lên công an đi. Thì trong khi lúc đó bà rất là sợ, với nó nếu mà đem lên công an tôi sợ công an sẽ bắt tôi và hỏi cung tôi, rồi mất công tôi có cái vết đen của pháp luật. Vì mình muốn những mấy cái mã tấu này nè mình sẽ thâu về hết, và xin những mấy ngành chức năng là xin giữ bí mật và không có chi tú người ta, để tất cả đều mọi người phải gom lại một vũ khí một nơi. Nếu mà cái này mình làm thành công thì có thể mình sẽ làm quận 11 và Tân Bình. Vì những mấy cái chỗ đó mình hay coi những mấy clip toàn là cầm mã tấu vũ khí không. Mình muốn gom lại hết vũ khí và đem nộp cho những mấy nhà chức năng, bên ngành chức năng, để cho người ta tiêu hủy. Anh cho số vũ khí. Cho em hỏi là cái ngày chính xác là ngày nào anh? Thì cái ngày chính xác là qua Tết Tây. Qua Tết Tây khoảng 10 ngày nữa là mình sẽ làm. Qua Tết Tây khoảng 10 ngày. Có nghĩa là khoảng mùng 10. Đúng rồi, chương trình đó mình kéo chừng nào mà cho hết 10 tấn gạo, 10 tấn dầu ăn và 5.000 thùng mì gói. Cho hết cái đó luôn, rồi xong rồi mình sẽ ngưng. Còn nếu mà trong kho mà còn gạo, còn dầu ăn với còn mì gói thì mình vẫn tiếp tục mình làm. Cho em hỏi là anh thấy có khả quan không? Theo anh nghĩ cái này có khả quan hay không khả quan cái gì mình cũng không biết. Mình cũng không biết trước được. Nếu mà ví dụ mà mình đổi, ví dụ mình trong vòng một tháng mà mình đổi nhưng mà mình vẫn còn cái lương thực mà dự trữ. Ví dụ anh đổi là anh nhập giờ là 10 tấn gạo đi, mà mình đổi vũ khí hết mà mình còn khoảng 5 tấn gạo hay là 5 tấn dầu ăn hay là còn lại 1-2 ngàn đồng mì, thì anh sẽ lấy cái số đó phải đem qua những mấy quận khác, rồi kêu những mấy ngành chức năng hỗ trợ cho mình đổi vũ khí. Mà hôm nay là mình đổi vũ khí là quận 12. Vì mình muốn những mấy tất cả các quận khác, ở đây mình không phải nói luôn quận 12, tất cả các quận nào xuống đổi lấy quà cũng được. Chỉ cần có một cây dao hay là một cây lê hay là một cái mã tấu hay là công cụ hỗ trợ những mấy cái chợ đen mà bán á, thì có thể đem lại đổi quà. Cái này anh cũng chưa xin ý kiến công an chức năng, vì cũng như sự việc này anh cũng sẽ trình bày luôn, và anh muốn công an chức năng những mấy nhà nước phải hỗ trợ giúp anh về số vũ khí đó. Anh chỉ cần hỗ trợ cho anh cái vũ khí đó để họ về họ tiêu hủy, chứ anh không có chức năng mà để tự anh lấy vũ khí về tự anh tiêu hủy được. Sao mình không có làm sớm mấy năm trước đi anh, bây giờ mới làm cảm thấy trễ không? Bởi vì mấy năm trước anh làm ăn không được, cái nguồn vốn anh nó eo hẹp,
Năm nay anh buôn bán dầu ăn được, thế anh làm được thì anh lấy thiết lũy những mấy cái đồng vốn của lời của quán karaoke anh với những mấy cái đồng vốn mà anh làm dầu ăn anh bán được, thì anh muốn á năm nào cũng Tết vừa qua khỏi Tết Tây là Tết ta mình đó, anh muốn phải đổi vũ khí để cho một năm á người Tết người ta một năm có một lần vì người ta ăn nhậu một cách thoải mái, thay vì ví dụ cái bàn đó hai người ăn nhậu đi mà ví dụ lại hai người đó lại cãi lộn nhau, thôi để tao giờ tao lấy cái mã tấu tao chém mày, mà cái họ nghĩ tới ủa nhà mình đâu còn cái mã tấu nữa đâu mà chém. Theo thì giờ bây giờ anh nói nè, thí dụ anh dùng tiền anh đổi đi, ví dụ một cây mã tấu đó mình sẽ đưa cho người ta 100.000 thì người ta lấy cái tiền của mình đó người ta mua cây mã tấu 50.000 xong rồi người ta cầm cái mã tấu người ta đổi mình lấy 100.000 gì cái đó người ta sẽ có đồng lời, còn quà gì người ta không bao giờ người ta đổi tiền được. À hiểu ý rồi, rất là hay. Đúng rồi. À đúng rồi, nếu mà anh làm cái này thành công á nha, nếu mà anh đổi được thành công mà trong vòng một tháng mà hết 10 tấn gạo, 10 tấn dầu ăn và 5.000 thùng mì gói thì năm sau anh cũng làm. Cứ, năm nay cứ, thí điểm thôi. Đúng rồi, năm nay anh sẽ thí điểm. Nếu mà thí điểm được thành công này, cứ một năm gần sắp Tết, Tết ta mình đó, thì anh sẽ năm nào anh cũng làm. Anh muốn mọi người ăn Tết đều vui vẻ, không còn ai mà trong bệnh viện không còn ai chém với nhau nữa hết. Chém lộn nhau rồi những mấy công cụ hỗ trợ hàng nóng, những mấy cái chợ đen mà nó bán á, anh muốn sẽ thu về hết và phải thiêu hủy một cái số vũ khí đó. Cái địa điểm mình là ngay quán kê mình luôn anh. Đúng rồi, anh có cái mặt bằng mà người ta đòi thuê tháng 35 triệu, mặt tiền đường truyền trinh thì anh sẽ không cho người ta thuê mà anh sẽ lấy cái đó anh giữ chữ những cái thực phẩm để anh đổi quà. Ngoài cái ý tưởng mà đổi vũ khí này anh còn cái ý tưởng gì khác nữa không anh? Ngoài đổi vũ khí lấy quà này, nếu mà được thành công á thì anh có ý tưởng thì anh kêu tất cả các doanh nghiệp doanh nghiệp những mấy bên bạn mình giống như là quận Tân Bình á, những mấy cái doanh nghiệp nào mà đã làm ăn được giống như anh thì anh muốn những mấy người đó làm cũng giống như anh. Việt Nam anh sẽ làm là cái gương đầu tiên để cho những mấy doanh nghiệp khác làm giống như anh. Anh cũng muốn tất cả mọi người đều sống một cuộc sống bình đẳng, không ai có những mấy vũ khí hàng nóng giống như anh. Anh cũng bị những mấy xã hội đen đánh cái xương sống đó, cũng vì có vũ khí mà anh bị chém và là anh bị đập xương sống. Nói chung là cũng một nạn nhân của vũ khí đó ha. Đúng rồi, anh cũng là một nạn nhân của vũ khí. Đây, còn đây là những mấy cái tấm hình. Đây là những mấy cái tấm hình mà anh bị. Đây là lúc anh nằm viện, anh mổ xương sống. Đây là 6 con vít bắt vô cái xương sống anh. Đây là cái vết mổ của anh. Đây là những mấy người đánh anh trong karaoke. Cũng sợ người ta buôn bán vũ khí á, những mấy cái chợ đen mà buôn bán vũ khí thì người ta ghét mình thôi. Nhưng mà anh thấy người ta ghét mình chuyện của người ta, mình làm đúng cái lương tâm mình làm được rồi. Em hỏi là anh có nghĩ là cơ quan chức năng sẽ người ta sẽ không chấp nhận không? Tại vì cái việc này nó liên quan tới vũ khí. Đấy. Nhưng mà theo anh nghĩ 80% là cơ quan chức năng. Bởi vì mình muốn cho một cái Tết người ta ăn lành và vui vẻ, không có vũ khí. Một cái Tết là không có vũ khí. Anh thì nghĩ là cơ quan chức năng sẽ chấp nhận ha. Đúng rồi, nhưng mà trước mắt thì chưa biết đó nha. Đúng rồi, trước mắt anh chưa biết. Anh làm cái từ thiện đó thì băng gòn hoặc là gạo rồi mì rồi đó, thì thấy chất như vậy đó thì những cái người nghèo người ta thấy người ta tưởng từ thiện người ta sẽ vô cái số lượng đông thì mình xử lý sao nếu mà không cho người ta? Không, mình giải thích cho người ta. Giải thích nhưng mà người ta vô đông quá người ta ùa vô như vậy. Không có đâu, bởi vì mình có hàng. Bên an ninh phải xếp hàng. Thì mình nói chỉ cần cầm mã tấu hay có những cái vũ khí gì đó đợi lấy quà, mình nói để cho người ta hiểu. Thiện gia đình anh đã thống nhất hết chưa? Cái gì từ thiện đó là cái đó là tự anh đưa ra, chứ anh không có hỏi qua ý kiến gia đình. Bởi vì cái này là cái thiện là tốt cho xã hội chứ nó không có làm xấu xã hội, bởi anh cũng không hỏi. Ở nhà biết chưa anh? Ở nhà ba với mẹ thì biết rồi. Biết rồi ha.